Bài test kiểm tra sức khỏe, kiểm tra ngay tránh bệnh trở nặng. Đây là những bài để chúng ta kiểm tra xem cơ thể chúng ta có gặp các bệnh lý hay không. Đặc biệt các cô chú mà trung tuổi, trung niên, lớn tuổi ấy, chúng ta cần phải kiểm tra thường xuyên để xem là mình có mắc các bệnh về cơ khớp, huyết áp hay tim mạch hoặc nguy cơ đột quỵ hay không. Chúng ta thử và kiểm tra cùng với Kiba nhé. Rồi, động tác số 1 để chúng ta kiểm tra xem là mình có bị mắc tình trạng về đau lưng, thoái hóa lưng, đau dệt thần kinh tọa hay không. Bằng động tác đơn giản, đó là chúng ta sẽ đứng lên, hai bàn chân song song, đặt tay lên đùi, hít đầy mở hơi, chúng ta đẩy căng ngực đã, đẩy căng ngực về trước, thở ra thì vươn dài người về trước và với tay về phía cổ chân. Những động tác đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta không giữ được lưng thẳng giống như cái ba, đây là lưng cong đúng không, lưng phải thẳng tắp, tính từ thắt lưng, từ cặp quần, thì nếu chúng ta không thể chỉnh được thẳng lưng thì đó là dấu hiệu rất là lớn chúng ta bị bó tắc ở phần chân, bó tắc ở phần lưng, đĩa đệm. Chúng ta đang có nguy cơ liên quan việc đau thần kinh tọa hoặc là đau lưng, hoặc cũng có thể đấy là dấu hiệu rất là lớn là chúng ta đang bị sắp chuyển sang thoái hóa hoặc thoát vị đĩa đệm. Chúng ta lưu ý chúng ta phải tập luyện thường xuyên. Kiểm tra động tác nhá. Lưng thẳng và tay chạm được tới cổ chân, đầy người thậm chí còn không với tay được tới cổ chân. Lưng vừa cong lại còn với như thế này nữa thì đây là dấu hiệu rất là cao là chúng ta sẽ mắc bệnh liên quan đến thắt lưng. Chúng ta chắc chắn phải tập luyện các bài tập về yoga trị liệu thường xuyên hàng ngày. Và sang động tác số 2 để kiểm tra xem là cái hơi thở và cái biên độ vận động khớp vai của chúng ta. Bằng động tác chúng ta sẽ đứng thẳng này, hai tay đan lại sau lưng, hít vào đầy một hơi, đẩy căng ngực về trước nhá, thở ra đẩy tay ra xa khỏi lưng. Thì trong động tác này yêu cầu này, phần thân này và cánh tay tạo nhau góc vuông ở 45 độ nếu nhìn ở mặt phẳng ngang. 45 độ nhé, gần như tay chúng ta cách lưng gần hai gang tay. Thì nếu mà chúng ta không giữ được động tác này, đầu tiên nó thể hiện là sự biên độ linh hoạt của ngực chúng ta nó rất là bó cứng, nên là chúng ta dễ bị tình trạng bị hơi thở phổi rất là kém này, dễ bị hụt hơi này, dễ bị mất sức khi chúng ta làm việc, là đôi khi bước vài bước cầu thang là cảm thấy không thể thở được rồi ấy, thì nghĩa là khoang phổi chúng ta rất là yếu. Chúng ta chắc chắn phải tập luyện để tăng sự linh hoạt cho phần ngực chúng ta, nên là nếu mà chúng ta không duỗi tay được thì nghĩa là ngực đang bị bó tắc. Tiếp theo nữa là phần khớp vai thiếu sự linh hoạt. Nguy cơ cao là chúng ta bị mắc tình trạng về đau cổ vai gáy hoặc là bị đau viêm khớp vai thì mới không làm được động tác này. Cô chú anh chị các bạn thử kiểm tra luôn nhé. Rồi sang động tác số 3, kiểm tra kỹ hơn về phần cổ vai gáy bằng động tác đó là chúng ta vươn tay phải lên, tay trái đưa về sau. Thì nếu mà hai tay không với được tới nhau giống như thế này, không chạm được vào nhau, thì đây là nguy cơ thể hiện rằng biên độ vận động khớp vai, ngực và cổ vai gáy chúng ta đang gặp vấn đề rồi. Chúng ta nhớ kiểm tra cả hai bên nhé, hai tay phải tới. Nếu mà sờ mãi mà không tới là cách xa cả mét như này thì nghĩa là chúng ta đang bị tình trạng về đau cổ vai gáy, bị đau viêm khớp vai rồi, chúng ta phải trị liệu, phải chữa trị sớm thôi. Và động tác số 4 sẽ kiểm tra về phần hơi thở, huyết áp và tim mạch của chúng ta bằng cách là chúng ta tiếp tục với hai chân đứng thẳng, hít vào hai tay lại đan sau lưng, thở đẩy căng tay ra xa khỏi lưng, sau đó gập người xuống. Chúng ta giữ trong vòng khoảng 15 giây. Nếu mà trong vòng 15 giây mà chúng ta đứng lên, chú ý đứng lên từ từ nhé, động tác là kiểm tra từ từ nhé. Đứng lên chúng ta hít đầy một hơi, đặt tay lưng đứng lên từ từ. Thì động tác này nếu mà chúng ta giữ cảm thấy bị chóng mặt này, hoặc đứng lên say sẩm hết mặt mũi, hoặc khi giữ trong vòng khoảng 15 giây rất là khó thở, bị tắc mũi, mặt phừng phừng lên ấy, mặt căng hẳn lên ấy, thì nghĩa là chúng ta đang gặp vấn đề về huyết áp, về tim mạch, cái hệ thống huyết áp, tim mạch chúng ta đang bị rất là yếu. Nên là chắc chắn phải tập luyện thôi, ăn uống phải điều độ, chứ không nhiều người hay bị mỡ máu là cũng sẽ dốc xuống là choáng ngay lập tức. Thì chúng ta lưu ý với động tác số 4 được không nào. Và sang động tác thứ 5, một cái test kiểm tra phổ biến là test kiểm tra về huyết áp, về nguy cơ, về đột quỵ. Bằng cách chúng ta sẽ cân bằng trên một chân, ví dụ chân trái chẳng hạn, và co chân phải của mình lên. Ở mức độ cơ bản là hai tay chúng ta sẽ dang ngang và giữ nguyên như vậy, nhắm mắt lại. Đó, thì chúng ta nhắm mắt trong vòng 10 giây, như là xem có giữ được 10 giây hay không. Thì động tác này thể hiện khả năng cân bằng của chúng ta. Nếu mà các cái đường khí huyết chúng ta nó lưu thông, nó kết nối từ chân, độ khỏe của chân, các cơ thể, thì chúng ta sẽ giữ cân bằng được trong vòng khoảng 10 giây. Còn nếu mà vừa nhắm mắt lại rồi đã tròng trành như là bị gặp siêu bão ấy, thì đấy là dấu hiệu thể hiện cái hệ thống huyết áp tim mạch chúng ta nó khá là yếu. Nó cũng là một bài test kiểm tra nguy cơ đột quỵ thôi. Thế thì ngay bây giờ cô chú anh chị hãy kiểm tra xem với 5 bài tập vừa rồi, với 5 kiểm tra vừa rồi chúng ta làm được mấy cái. Chúng ta làm được mấy cái. Và mỗi cái đấy nó thể hiện nguy cơ bệnh lý, chúng ta chắc chắn phải tập luyện nhiều hơn. Thì hiện tại ấy, nếu mà mọi người chưa có thì khuyến khích mọi người lên luyện tập yoga. Và hiện tại Kiba đang có khoảng tầm hơn 10 lớp tập yoga qua online tại nhà với các huấn luyện viên rất là chuyên nghiệp, đặc trị các bệnh lý về cơ xương khớp, các bệnh lý về huyết áp, về tim mạch, và rất phù hợp cho những người trung tuổi. Vậy thì cô chú anh chị mà muốn được Kim Ba hướng dẫn, các huấn luyện viên hướng dẫn hàng ngày,
thì có thể là truy cập theo đường link www.lichtapyoga.com, hoặc cô chú anh chị các bạn thể comment từ tham dự nhé, comment từ tham dự ở ngay dưới video này thì các bạn sẽ gửi thông tin lớp tập cho mọi người. Và ngay bây giờ hãy kiểm tra với 5 bài test vừa rồi và chia sẻ video này để mọi người có thể biết cách để phòng bệnh, để kiểm tra sức khỏe và họ có kế hoạch một cách chủ động sớm hơn. Hẹn lại mọi người trong video chia sẻ tiếp theo.